đúng rồi của các tôi, đúng rồi của tôi hôm nay. Đúng rồi, đúng rồi. Phải cho thi say anh mới chịu hôn. Còn ảnh mà tỉnh quá không chịu hôn đâu. Vẫn chưa hôn. Happy anniversary. Thì bây giờ anh thi biểu lộ tình cảm như thế nào đó thường. Biểu lộ tình cảm được này nè. Đẹp đơn giản. Anh chị ơi, bây giờ chắc em mời chị lên sân khấu đi, mình đứng xung quanh có cái tấm hình cho nó rõ ràng chút xíu. Dạ, chưa rõ lắm. Rồi, bây giờ mấy anh chị chúng ta đứng xung quanh sân khấu nha. Biết không, anh chị anniversary 33 năm. Mà em vô Thúy Nga là 30 năm, Thảo nào những năm đầu Thúy Nga năm nào làm thấy chị Thủy có bầu hết á. Mỗi năm có bầu nữa. Rồi, mấy anh chị chúng ta lên chụp tấm hình lưu niệm với lại anh Thi, chị Thủy. Chào tụi em, mời tất cả các quan khách luôn. Mình lên đây mình chụp một tấm hình kỷ niệm với anh Thi, chị Thủy được không ạ? Em đứng ở dưới này. Đứng đâu, chen chút nhé. Được. Được hết á. Dạ, chị Bước. Chị đăng like cho chị Thủy. Chị đăng like. Em thích chị đăng like. Rồi, bao. Đây là thế. Đồng lên rồi nào ơi. Cô Giao Linh nữa, còn Khánh cô Giao Linh, mời anh chờ. Cô Giao Linh. Chị Khánh Liên ơi, lên đây luôn chị Khánh Liên. Rồi. Chị Liên. Rồi, 1, 2, 3. Chị. Cô Khánh Hà vẫn muốn hôn. Rồi. Cái nữa, one more. Tim thả tim thôi. Đủ kiểu tim nha. Rồi. Khoan, theo đề nghị của anh Thế, bây giờ mình sẽ đếm 1, 2, 3 và tất cả chúng ta cùng sẽ nói là Happy Anniversary nha. Làm short video, làm short video. Có ai quay phim giùm tụi em không ạ? Ok, rồi. Ai quay phim kỷ niệm giùm tụi em không ạ? Bây giờ mình vào đội hình trước được không nha? Mình vào đội hình nha. Rồi, we ready? Ok. Ready. Chưa khoan đã, cái máy nào là máy quay thì tụi em. Đây, máy quay đi nha. Rồi. Ready. 1, 2, 3. Happy Anniversary. Ủa mà mình quên Happy Anniversary CI mà nói anh Thi chị Thủy mới đúng chứ hả? Dài quá rồi. Không, mình lại nha, lại. Nè, chị xin đúng đi. Dạ, sao, dạ thèm có cái gì? Cô Khánh Hà mà muốn hôn à. 2, 3. Hôn. Có ai quay lại được khúc đó không? Giờ làm lại. Happy Anniversary 33 năm anh Thi, chị Thủy nha. Yeah. Rồi xăm hôn nha. Được không? Dễ mà. Không biết hôn rồi, bây giờ mất lưỡi. Rồi bòi ba lại nha. 1, 2, 3. Happy Anniversary 33 năm anh Thi, chị Thủy. Không phải 33 năm, 38 năm. Tại mình quen nhau vào tháng 4 năm 1986, lễ học sinh. Xong rồi, 5 năm sau khi lúc đó mình đang có bầu. Mình đang ở bên Pháp, Thi đang bên Mỹ. Honey ơi, không có, Thi ơi, Thủy có bầu rồi. Thì chỉ nói một câu, mình làm đám cưới đi cưng. Đó, thành ra đây là cô dâu đây, lúc đó là đám cưới bên Mỹ.
tự make up, tự làm tóc luôn nha. Trong cái nhà Monsa, cái nhà 8591 á. Đó, cái đoạn này có rất là nhiều nghệ sĩ tại Mỹ, anh Tú, rồi cô Khánh Hà, chị Hí Lan, tất cả mọi người đến. Ai dặn cái level, cái volume lên rất là... Trong cái nhà mà Bonsa mà 8591 là băng đầy đó. Lúc đó đang phát hành cuốn Bali Bana 15. Đang từ mấy góc cuốn đó là đằng sau á, là vừa đám cưới xong là anh đi về nhà. Tại vì cái rạp cái đám cưới ở Seafood Paradise sẽ nhìn trên đầu một cái mặt đỏ đó. Vừa đám cưới xong là cởi áo về thâu banh. Đằng sau đại lý đang đợi. Và cởi áo về đằng sau thâu banh. Đó là Thủy từ mấy góc đi. Thì tóc thì nhờ tiệm làm nhưng từ mấy góc. Cái đồ đeo của Thủy là con kim sa mô hôn đó. Trời ơi, em nghĩ chị nét quay, nét cắp cái heo của mình để chị từng làm lấy đẹp đó. Lấy ơi, lấy ơi đó. Thì lúc đó Thủy đó là cái áo cưới mình chỉ chọn. Cái đám cưới mình thì chỉ chọn được có cái áo cưới mình. Còn tất cả cái bộ áo dài được mấy rồi con xa nó rước dâu, mình còn nhớ vừa đi ra mãi ông còn nói ông tới rồi ông là xe thẳng ngoài xe Mercedes hình như là của ai cho mượn á, cao hết đẩy mình vô nhanh hết đi, lúc đầu đẩy mình vô chả có một cái romantic dễ đâu đẩy mình vô đó, lúc đó là mình đang có bầu 4 tháng đó. Ủa vậy là chị làm đám cưới được nữa ngày 18 tháng 12 đó, ý là còn dặn lại lần nữa cho mấy xuôi lại tối nay về sau em cử người thay lịch sự lắm. Chưa biết bầu bì vậy đó, đẩy vô vậy đó. Bà này chú muốn vậy. Còn cái nhà mà Miss Quy xin đi ghế phòng non này đó. Ở trong là trời ơi, bài cứ thổ chậm quá. Tất cả luôn tôi có hồn rồi đó. Còn lái xe từ cái nhà Miss Quy xin đi qua. Ồ, thằng Thảo có dư tới luôn kìa. Hello Thảo. Thảo ơi, lên chụp hình với lại thi chị Thủy nè. Mọi người chụp kim Dũng lái xe hả Dũng? Ồ, thằng Hồ lái xe. Lúc đó Dũng lái xe. Dũng lái xe. Đó. Lúc đó thì không có làm gì hết, chỉ làm chị ăn ở nhà hàng. Là lái đi mua xin mới mà. Chị ăn ở nhà hàng rồi. Thì bà má cũng có đám cưới, có tất cả. Chị Lý ơi, bây giờ chị 18 tháng 12 mình làm lại cái đi chị Lý. Kỷ niệm tại Mỹ. Em tưởng tượng được con xa kia nhà chọn. Đó, mình cũng phải xe qua đó, từ đó mình cũng đưa ra cơ quan đỏ cho em đi đâu đó. Đó, Dynasty là nhà hàng Dynasty là cái tên tàu. Trong này quý vị sẽ thấy, các bạn sẽ thấy rất là nhiều hình ảnh những người mà không còn đó. Đó, tí tưởng mấy cấp á, lai tí tưởng mấy cấp đó. Là người 33 năm về trước mấy cấp vậy hay. Ở nhà hàng đây rồi thôi nghe. À, Linh tắt nha. Cái anniversary ngày hôm nay của chị Thủy là do tụi Linh làm surprise. Chị Thủy hoàn toàn không biết. Thành ra như vậy là vì vậy mà rất là nhiều ca sĩ không có về kịp vì đang đi biểu diễn ở những tiểu bang khác. Lát nữa sẽ mời những nhân chứng sống đã từng tham dự cái tiệc cưới của chị Thủy 33 năm trước chia sẻ cái gì. Chị có bỏ lên YouTube không chị? Chắc là để kiếm tiền em. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp, quá. Nghe tại nhà hàng Dynasty. Trời, có bầu 4 tháng mà lúc đó chị rất là mê cái bộ theo của bộ kim sa lông. Đây là bạn của Thủy, bạn thân của Thủy ở bên Việt Nam, Thủy Trang đó. Đó,
là đẹp. Dạ. Trời ơi, cô dâu xinh quá. Đẹp quá. Ô, chú rể cũng hơi bị đẹp trai nha. Chú rể nó trẻ quá. Thủy xài hao quá. Đây mới, là good looking couple nè. Yeah, Thủy xào hai xài hao quá Thủy ơi. Thủy ơi. Trả thi lại. Chú rể giờ đang băn khoăn quá kìa. Vậy đó hả? Dạ. Okay. Chị không ghi gì hết hả? Chị không ghi không? Không có đi chị quê hả? Hello, hello, hello. Các bạn bè đang tổ chức kỷ niệm 33 năm ngày cưới cho Thủy. Xin like và chúc cho mọi người vui nha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha. Samba mambo. Samba mambo. Cha 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 đi. La vie en rose. Không có nhiều xoa. Dạ pas beaucoup de choix. Bon. Cái gì dịch cân đi. À. Dịch cân đi. Rồi bây giờ mời mọi người tiếp tục cùng nhau ra nhảy. Ra nhảy chung với cô dâu và chú rể nha mọi người. What?
biệt nha, một cái đầu đặc biệt nha. Thì muốn yêu cầu em Thủy, em trai Thủy. Xin chào tất cả các bạn, cô chú anh em. Trước khi hát một bài, thì muốn chia sẻ là chắc tất cả anh chị em nghệ sĩ đây biết là sẽ không bao giờ có producer Việt Nam mà có sự đam mê giống như anh thế chị. Không bao giờ. Kim còn nhớ là lúc bên Pháp, quay bên Pháp đó, Kim nói Thủy ơi, chắc là mình quay overtime, mình phải trả tiền double. Thủy nói chú Tú ơi, Kim nói gì trả tiền bao nhiêu con trả để cho làm cho xong quay cho đời đẹp. Đó là sự đam mê của anh Thi với chị Thủy. Tất cả là làm hết lòng để cho anh. Ok, Kim xin hát bài Aline nha. Thank you.
trợ mà dạy nhà. Có nghĩa là ai là người nhà cô Chính dù có tài cách mấy cũng quỷ diệm. Điển hình là em, thứ nhì là chồng. Chỉ có lăn xê ca sĩ thôi, còn chồng với em có hát hay có gì cũng là ở nhà thôi. Ồ trời, nói vậy đó. Cô của Khánh Hà thấy sao? Thì tiếng Pháp thì khỏi chê rồi. Thế bây giờ cần kinh nghiệm hơn một tí là số 1. Cô nói cô kiếm một giọng nam hát tiếng Pháp. Pháp đây thì có rồi, thì để ăn thua là để cô chỉnh thêm một tí nha. Em có chịu không? Ok cô. Ok rồi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bây giờ Thủy muốn yêu cầu một người khác, một người bạn rất là thân với Thủy từ hồi chắc lâu lắm rồi. Mọi người biết ai không? Mr. Don Ho. Thủy chỉ yêu cầu Dũng hát cái bài Elle a des yeux qui voient la mer à travers la pluie qui descend. Dũng tay ra ngoài Dũng hát. Cảm ơn Dũng. Mọi người biết là Dũng đã thi đổi vé máy bay để về hồi sáng này. Khánh Dương mới bắt thôi á. Em cũng đổi á. Dạ, bà Duyên cũng vậy. Thank you so much. Thank you so much. Bà Duyên hy sinh bỏ ông hội lại. Bà Duyên điên mừng. Đó, hơi xin lỗi. Quay cao lên đi. Đường mình sang kỳ viên, mình bay từ San Jose về lận sang thôi. Bay từ Washington nè. Thu xa hơn. Hai Thủy, hai Thi, chào và chào mọi người. Cái đám cưới của Thủy với Thi ở bên Bali là lần đầu tiên nó được qua Paris. Lúc đó ngất ngư vì jet lag. Rồi cô Thúy nói là, con ơi, mà bữa nay đó là đãi cái gì? Khoa ra hoặc ớt khoa. Gan ngỗng là cái món mắc nhất bên Tây. Mà em thú thiệt, em nhà quê, em ăn vô em rùng mình ghê quá cái món. Nó nhảy nhảy quê quá. Cái thời đó nhà quê, anh không thấy nó ngon. Mà cho tới bây giờ vẫn nhà quê, anh vẫn rùng mình vẫn thấy nó không ngon. Không có ngon chỗ nào. Dạ, đám cưới của hai người này trời mưa lút thuốc. Rồi bữa đó ý, thì hát tới hát lui cái gì thì lại gọi thầm tên em gì đó. Dưới bên kia yêu cầu thi hát lên đây hát, anh ơi hình như cái microphone này hết pin rồi, nó cứ lên xuống lên xuống à, là có cái khác mà. Thi bây giờ lên hát cái gì đó gọi thầm tên em đó, quên con tim, để quên con tim. Mọi người nói là Thi mà hát thì xong, thì Thi không hát, bây giờ đến hai người hát thì Thi sẽ hát. Rồi check cái gì không, nhưng mà để anh lên đi xuống. Thi, what's the thing nói dễ rồi, hôm nay nó không thuộc bài đó đâu. Chị Khánh Dương đây, chị nói chị có lời bài này đó, ai có nói con lời à? Con đồ ăn gian quá. Không, cái này là xuống dưới xuống. Trả lời cho Thủy trước đi, biết sao? Không, hai mình trước đây hát. Vậy hả? Tức là sau cái này là sẽ xong ca cái gì? Lên ca, xong rồi xong ca ha? Rất còn tình. Nếu con là mẹ thì hả? Nếu là thần chuông á hả? À nhá. Thì yêu cầu ô môn nam môn bố em là hát tuần đến Tây mà thôi em chơi rồi. Tây. Dạ thôi thú thật là tình yêu. Trên microphone này, Anh yêu cầu bài La Bamba. Không gì anh nhập với chân của chúng ta. Đó là nó đi vũ trường gì đó. Kỷ niệm của Thủy là ba bà là thời đó hát thở. Dạ theo lời yêu cầu là Fiesta, fiesta, viva, viva. Nhạc chưa vô em nhảy trước. Bao giờ mới vô anh ơi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
23 năm rồi mà còn hôn kiểu này, cái lúc mới lấy thì sao ta? Lúc mới lấy hôn kiểu nào? Không biết hôn kiểu nào mà có 4 đứa. Hôn kiểu nào mà chưa đám cưới mà đã có bầu 4 tháng á? Tại bị có đâu ai muốn. Tại em thích bị vậy á. Ý là đang livestream luôn á nha. Mày tự khai mà. Hồi nãy giờ em đứng trên ngón. Ngày mai anh Don lên báo nha. Tôi mua một cái bên Thái Lan nó giống như chăn của mình, con trai. Giờ té ra cái này của ông gái. Có thể đi quăng cái bụng. Trời ơi giống cái chè. Cái này em mua Marshall có 19 đồng. Anh mua bên Thái Lan anh mua bao nhiêu? Chắc mấy trăm hả này em mấy ngàn. Mấy trăm đồng tức là 2 đồng. Yeah, bây giờ tới phiên chú rể. Em mua con tim. Mẹ cũng rồi. Đúng rồi. Gọi thầm tên thì khi nắng chiều nhạt ngoài sân. Trở về đây. Đây hai người hát chung đi. Ơ tại sao là cô lên ca đi thi lên ca rồi cô đi về là cái gì? Thi đuổi với cô về hả? Ờ xong ca tan ca. Có cần tiếng ca ngủ ra. Ngủ ngủ. Có lên tầng lớp. Xin quý vị một tràng pháo tay cho sự xuất hiện từ lâu lắm rồi xuất hiện trở lại của nam ca sĩ Quỳnh Giang Thi. Kêu tên luôn. Check. Ai có lời không ạ? Có ai có lời không ạ? Là hai người ca sĩ trên này không ai thuộc lời cả. Coi. Dạ. Sợ lộn lời á. May quá em có mang kiếm. Ai vừa đây, nói cái hoa này của chị Mộng Linh với anh Thiệt. Ai vừa nói gì đó. Cái đây là hoa của anh John với Ngọc Hân. Đây là của cô Hương Lan. Bên con này nhà kìa. Đó, hoa này của cô Hương Lan. Chị bỏ chấm. Đây là bánh 33 năm anniversary của anh Thi chị Thủy. Yeah. Đang kiếm lời. Các bạn ơi, bây giờ đây là một màn rất là đặc biệt nha. Cô nói sao? Hai câu sau á là thủy ca, còn hai câu đầu là thi ca. Ồ, đặc biệt nha, đặc biệt đơn hồ và. Đây em quay cho chị ấy đi đó. Quỳnh Thi và thank you.
lửa thành làm cơ. Ngày rời ai thì hứa bỏ quê quanh cho là tình quân. Gió lạnh về lạnh.
chuyện này không được, quay hình không được lên. Chứ kể chuyện này rất là chuyện thân cung, thân cung. Bye bye, bye bye cả nhà, bye bye cả nhà. Cảm ơn những lời chúc của cả nhà nhé. Hôm nay thì Lan rất vui được dự buổi tiệc này. Đây là lần thứ hai tại vì lúc có bên Pháp á thì là cô lại kẹt, cô không có về được, nhưng mà có dự cái đám cưới ở bên Mỹ. Thì bữa hôm nay nhìn lại những hình ảnh cũ rất là vui, trong đó thì cũng có những người giống như ba của Hương Lan cũng có đi dự cái đám cưới ở bên Pháp của Thủy với Thi ở bên Pháp. Và nhìn lại rất là thương quá. Thì cũng chia vui dùm với Thi với Thủy, thì cô cũng chúc cho Thi với Thủy được muôn đời lúc nào cũng vui 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 như cái ngày đầu hai đứa gặp nhau. Thì bây giờ mình cũng tới cái tuổi thì sắp tới thì Thi với Thủy cũng sẽ vui hơn nữa. Tại sao thì sẽ khó vui với con rồi, bây giờ sắp tới sẽ vui với cháu rồi thì cái niềm vui nó sẽ nhân đôi, đúng không? Bây giờ muốn cho cô hát cái gì tặng đây? Cô ơi, không bây giờ không chưa vui với cháu mà nó có hai con chó. Nó có hai con chó, nó kêu mình là grandma. Thì bây giờ mình vui, mình đã có một cái gì bản đẹp. Thì bây giờ có cái mình phải nghĩ tới cái tương lai, cái hiện tại thì quá hạnh phúc. Nhưng mà tương lai mình sẽ có những cái vui hơn nữa. Thì đó, thì cô cũng đã ở trong gia đình và đã đến với Thủy năm Thủy có 12, 13 tuổi. Lúc mà ở cây xăng á. Con còn nhớ mà đó, mỗi lần mà cô nhớ là mỗi lần mà mình tập tuồng, tại vì trung tâm phía Nga đầu tiên á là quay cải lương trước nha. Chứ hồi đó không có quay Tân Nhạc, quay lương sơn bá trước anh đài, còn Ngũ Nhân Ngũ Linh Kỳ rồi ở trước anh đài, rồi đi biển một mình, rồi Tuyệt Tình Ca. Tuyệt Tình Ca đúng rồi, ôm Tuyệt Tình Ca quay tại nhà của Thành Lễ thâu với chú Hùng Cường, và lúc đó quay bằng phim 16 ly nha, mà quay từ sáng cho tới tối là cô hả, quay một đêm rất là mệt luôn, nhưng mà hay cái tuần Tuyệt Tình Ca rất là hay. Một cô sợ nhất là cái lương sơn bá trước anh đài, tại vì có một năm trước đó. Dạ đúng rồi, lương sơn bá trước anh đài xong rồi tới đi biển một mình, rồi sau đó mới quay qua mới quay những chương trình ca nhạc. Dạ, dạ. Tại vì cải lương thưa quý vị là như thế này, quay cải lương thì là nếu mà ông đàn ông bệnh thì mình cũng mệt, mà một người trong các diễn viên bệnh thì cũng mệt. Đã ba má nói thôi bây giờ mình quay ca nhạc đi, mà một người ca sĩ mà không hát thì chỉ hơn một bài thôi, chứ còn cải lương là hư hết nguyên tuồng, khổ sở lắm, tập tuồng rồi này kia cực lắm. Em rất là đợi chú Thành được, không mong Thành được. Bây giờ quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều kỷ niệm. Thì phải nói là Hương Lan cũng là người đóng góp đầu tiên trong cái lần mà chuyến Nga Paris mà tái phát hành ở tại Paris, thì là cuốn đầu tiên á, là cái cuốn mà Tiếng Hát Hương Lan. 83 năm 1983 là Tiếng Hát Hương Lan, đó là cuốn đầu tiên của Thúy Nga. Rồi sau đó thì mới có tuồng cải lương, mà cải lương tới cải lương là kỷ niệm nhiều nhất là lúc đó tập tuồng, với lại mà lúc quay á là cô phải bỏ nhà thương cô ra đó, cô đang nằm nhà thương. Cô nằm nhà thương rồi mà cô bỏ cô đi ra đó để mà quay cái chương trình đó ở mấy ngày đó. Chương trình đó thôi. Thành ra quá nhiều kỷ niệm mình nhắc không bao giờ nhắc hết được, mà cái đó nó đã nằm sâu trong cái lòng của mình. Thì chị Hương Lan ơi, em có một cái nhu cầu là tại vì ở đây ít người mà nghe chị hát nhạc tình, mà có một lần chị hát nhạc tình rất là hay. Nhạc tình là bài gì? Tình nhiều lắm. Ý là loại nhạc tính phòng đó chị. Loại nhạc tính phòng hả? Dạ, có một lần em nghe chị hát rất là hay. Đó chính vì cái nhiều quá, bây giờ những biết bài gì á, không biết bài gì để hát nữa. Trời ơi, cuối nha, cuối nha. Đó không đẹp nha, không mà cái bài lạnh lùng á, cô nhớ bài lạnh lùng. Bà con ơi, hồi xưa có một cái CD rất là hay nha, chương trình Hương Lan với Thái Châu hát bài Bản Tình Cuối. Bản Tình Cuối cô. Bản Tình Cuối. Mới có mây và em có mây, ta ngại ngùng da da da. Ta đi đâu đi đó. Bản Tình Cuối.
Thái Châu đang xem livestream kìa. Chú Thái Châu đang xem livestream, chào chào chú. Hôm nay là anniversary của Thi và Thủy. Bản tình cuối khác cùng. Bản tình cuối. Mưa có rơi và nắng có ai trên cuộc tình yêu em ngày nào. Đây là chú rể. Bản tình cuối của cô Kim Minh. Cô Kim ra lời chứ. Đó là bài bản tình cuối của Thúy Nga Channel. Thúy Nga Channel. Đặc biệt nha, đặc biệt nha. Thank you.
luôn cho đủ bộ chị ơi. Yeah. Oh, chị ơi. Để remix, remix luôn chị. Mo hả? Mo bài nó lỡ rồi em. Lỡ rồi chơi luôn vậy. Trộm nhìn nhau, trộm nhìn nhau. Trộm nhìn nhau. Đôi khi trộm nhìn nhau tao đâu có tụi xem. Trộm nhìn nhau. Lâu lâu chỉ trộm nhìn đi. Xem đúng không đó. Giờ thể thế lại yêu cầu nè, bài này nãy giờ chị Hằng yêu cầu dữ lắm mà đang trốn đó mà. Mời nghe, mời quý vị nghe trộm nhìn nhau. Lâu lâu thi nhìn trộm thủy. Lâu lâu là thi trộm nhìn trộm thủy. Cô Lan hát hay quá à. Hay quá. Thank you.
chụp nhìn mẹ soi gương trang nghiêm cho đời đêm chị hai. Còn bây giờ thì một trong những nhân chứng sống cũng sẽ lên đây để mà chia sẻ cái cảm tưởng và chắc chắn sẽ phải hát một bài. Khánh Hoàng xin mời mọi người cùng một tràng pháo tay thật lớn cho chị Phương Loan bé heo. Khi mà xem cái video thấy một người cặp lông mày đẹp thì là đẹp luôn đó, sắc sảo thì là sắc sảo luôn đó. 33 năm sau Khánh Hoàng thấy chị đẹp hơn anh chị. Lên đây, lên đây. Bé heo, bé heo. Hồi nãy Donald nói bé heo giống như là đàn ông vợ gái. Tàn nhẫn dễ sợ. Giống chuyện chơi à. Trời ơi. Bây giờ hát nhạc vui vui nha, hát nhạc vui đi. Hát Tuyết hả? Mẹ là mẹ. Mẹ là mẹ hả? Thôi. 60 năm cuộc đời, cuộc đời, em xa anh rồi, em
năm sống là bao, tiếp tục tới 90 năm nha. 60 bắt đầu cuộc chơi thôi. Em ơi chị đó. Ơi là thế đời sau. Here we go.
Người đã tổ chức cái chương trình này ngày hôm nay, đó là đại ca Lê Hằng và chị Mộng Linh. Mộng Linh đâu rồi? Chị Mộng Linh đâu? Đây là người đây. Và đặc biệt một tràng hóa tay lực lượng chân quanh men men anh Quốc Hùng, yeah. Là thân phụ của nữ sĩ Myra. Bây giờ còn có Trúc Linh nè, Hưng Thủy, Lê Minh chưa lên luôn. Thảo nữa. Các bạn chưa lên hết bài bánh đi. Hả? Rồi 4 đứa các bạn. Lên hết bài không đi. Hay bài bài yêu anh dài lâu, yêu em dài lâu gì cũng được. Yêu dài và lâu nha. Dạ. Em quá là hân hạnh luôn, là tại vì là hồi xưa em nhớ là em cũng là, dù sao cũng đã từng là một thời là ngôi sao ca nhạc hàng đầu của Việt Nam đúng không? Mà ngày hôm nay em lọt vô đây em cảm thấy mình giống như là đàn con, đàn cháu. Trời đất ơi, được gặp toàn là những cái đa, cái đẹp. Không, mà tính ra là... Anh em đàn ông gì đó. Mà rõ ràng là hôm nay là em nhỏ nhất ở đây, tên tuổi nhỏ nhất luôn á. Thành ra là không có dám hát, từ nãy giờ dám đứng im thôi, không dám hát. Tuổi nhỏ thì mới làm live show, thấy mẹ ở đây rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nói chung rất dài và rất sâu đúng không? Hôm nay là em phát lại đó. Em nhảy em đi làm cung cung không giống. Nhưng mà xin cảm ơn tất cả anh em nghệ sĩ, tất cả những người bạn, tất cả những người em. Sớm nhà lá em dùm tới rồi con, để tôi cảm ơn mọi người. Nước phấn kìa, makeup lên nói luôn rồi. Dạ không. Tại sao mặt lên hồi đông mà bóng quá vậy nha? Makeup em vui lên đứng đó luôn rồi kìa. Mắt sao mà mắt bằng duyên kỳ quá, lông mi lên một bên lé lên đậu vậy. Mắt em tự nhiên nó lé trước giờ chị ơi. Bây giờ là nghe chị Thủy Duyên hát bài Người Tỏ Tình Dễ Thương. Thì xin cảm ơn mọi người, cảm ơn chị Lê Hằng, cảm ơn Mộng Linh, cảm ơn tất cả các em, các anh, các chị đến đây để chung vui với Thi Thủy. Thật sự đây là một cái buổi mà Thi Thủy không có tính trước, tại vì cũng không có nghĩ là bây giờ mình lớn tuổi rồi. Nhưng mà tự nhiên hôm bữa mình đi nhà thờ, cái thấy cha nói ngày mai là ngày lễ of a parish office đóng cửa ngày 11, tháng 11 đó. Ủa, sinh nhật đám cưới mình mà quên luôn cái. Xong rồi chị Hằng mời đi ăn, cái nói chị Hằng ơi, khi mới sinh nhật đám cưới em 33 năm mà 33, số 33 thì rất là đẹp. Thành ra câu buổi tiệc hôm nay, cảm ơn Khánh Liên, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui với Thủy. Thủy biết ai cũng bận việc, ai cũng phải bay từ xa về, nhất là hôm qua là ngày show nữa. Thì cảm ơn tất cả mọi người. Nếu mà Thi Thủy có làm những cái điều gì mà không làm những điều gì quý vị muốn á, thì thôi tối nay tôi về tôi làm. Nói là làm cái gì? Nhớ nhà. Nhớ nha. Làm nhớ livestream cho mọi người coi nha. Dạ, làm chứng nha. Nói là phải giữ lời nha. Phải cần một cái thứ gì của bà Duyên bà có đi uống cho bà Duyên xin tiếp tế cái gì đó hả? Có hả? Ok. Chị cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người. Thôi hôm nay mình livestream nhiều quá, thôi giờ mình đứng ốp thì nó hồi hiện nguyên hình kỳ lắm. Cảm ơn tất cả các em. Cảm ơn chị Lê Hằng, cảm ơn Khánh Liên, cảm ơn tất cả. Và dĩ nhiên cảm ơn My Honey. Một ngày biết các bạn biết, mọi người có biết cái bí quyết mà hạnh phúc của Thi Thủy là như thế nào không? Mỗi ngày sáng sớm mở mắt ra là gay, nhưng mà tối về thì lại ôm khắm kết vậy đó. Đó, tất cả mọi chuyện đều nghe. Với lại phải có một người nhịn, thì trong nhà người nhịn, các bạn biết ai không? Ai? Sai. Thủy. Chính xác. Khi mà ông nóng lên cái mình im. Thường thường mình đưa nói nhiều lắm mà ông nóng lên mình im, tại ông nóng lên mình liền đồ, liền trúng mình á. Nhìn thấy không, nhưng mà thật sự trong một cái marriage, nếu mà muốn nó last thì các bạn phải respect each other. Yeah. Nếu mà mình không có respect, mình không có tôn trọng lẫn nhau, mình kêu mày tao là xong rồi, và con này con nọ là xong rồi, thì không nên nữa. Thì tôi nghĩ đó là cái mà, với lại tôi cũng nghĩ một cái quan trọng là đức tin, với lại mình nói chuyện phải hợp với nhau, mình có những kỷ niệm chung với nhau. Và mình có thêm một cái giống như khi quý Thủy mà đi về lại Paris, nó có những cái nó rất là magical, màu nhiệm lắm. Thật ra chúng ta nếu mà có những lúc nào mà sao lãng, mà cảm thấy cái tình yêu nó không có được giống như là tìm kiếm một gì, thì mình nên tìm lại những kỷ niệm, tìm lại những chỗ để mình ôn lại. Và quan trọng nữa là Thủy thấy rằng á, đối với Thủy mỗi năm á, là giống như là một cái, khi mình là một cái achievement, khi mình thêm một năm mình cảm thấy ô, mình được thêm năm đó, là mình được thêm năm nữa đó, nhưng mà tuổi càng tăng thì nó cũng có một cái gì nó càng xuống. Thôi kệ đó, nhưng mà cái gì vậy? Không biết cái gì xuống cho tự nhiên mình uống cái uống nhiều quá nên cái gì rủ vô lời ra thì em ơi, nó lạ lắm, cái gì trong
Stock cũng vậy mà tình yêu tình gì nó cũng xuống rồi nó lên. Đợi ngày lên đi em. Em đợi lâu rồi chị. Chắc chà. Nó lên mình làm cho nó lên chị. Chắc nghĩ là mình vẫn còn livestream đó quý vị. Bây giờ bà Duyên bà chỉ quá. Xin lên xin lên Duyên, Duyên biết không Duyên. Ok không lên nói chơi chứ nhưng mà thật sự. Respect. Tôn trọng lẫn nhau là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là điều đầu tiên. Cái người mình sống phải là mình phục. Mình sống chung với người đó phải là mình phục. Mình phải phục người đó về một khía cạnh nào đó thì mới được. Còn không thôi thì tình yêu có thể một ngày nào đó nó không còn nữa, nó còn cái nghĩa. Với lại quan trọng nữa, những đứa con của mình, the family, especially khi mình sống trong một xã hội bây giờ mình không biết tin vào đâu nữa, mình chỉ tin vào gia đình, tin vào những người mà thương mình, thật sự thương mình. Honey có thương em không? Louder, dễ thương. Bây giờ là mấy cô em út cặp thao của Thủy muốn ca tặng Thủy một bản nhạc lời tỏ tình dễ thương. Đây nè, lời tỏ tình dễ thương là ai đâu? Lung linh đẹp xì, những phút thần tiên bên em không ngất ngây, trao dâng trong lòng em đam mê cuồng say, tình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé, kề vai bên nhau khúc say sưa khúc nhạc tình, mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say, này là yêu ơi, tình anh ta.